Khánh Thy và Lê Nam rất vui khi được gặp lại quý vị trong chương trình Nghe Nhanh 6 giờ sáng nay, thứ ba, ngày 9 tháng 5 năm 2023. Mấy chúc quý vị mọi điều tốt lành sẽ đến trong hôm nay và những ngày tiếp theo. Chúc cho mọi điều ước của quý vị trở thành sự thật và chúc một thứ ba vui vẻ quý vị nhé. Hãy để Nghe Nhanh 6 giờ của podcast Thanh Niên khởi đầu hoàn hảo cho ngày mới. Quý vị cũng đừng quên khung giờ quen thuộc của chương trình lúc 6 giờ sáng mỗi ngày tại mục podcast trên Thanh Niên Online và các kênh YouTube, Spotify, Apple Podcast và Google Podcast báo Thanh Niên. Kính mời quý vị đón theo dõi. Còn bây giờ, chúng ta hãy khởi động những tin tức đầu tiên của Nghe Nhanh sáng nay. Hội An chuẩn bị họp báo công bố phương án bán vé tham quan. Tạm ngưng phiên xử tranh chấp giữa Hoa hậu Thùy Tiên và bà Đặng Thùy Trang. Diễn biến mới vụ trường học tổ chức thi nhầm ngày khiến học sinh lớp 9 cả tỉnh Bình Dương phải thi lại. Trong một góc nhìn sáng nay, hãy cùng Lê Nam và Yến Thi lắng nghe chia sẻ của những hộ gia đình sống trong các căn nhà siêu nhỏ với nhân khẩu đông phải chật vật qua mùa nắng nóng giữa trung tâm thành phố. Chuyển động toàn cầu đáng chú ý với những tin tức mới từ các nước Mỹ, Trung Quốc. Cùng với đó là thông tin trên các trang mạng xã hội, giải trí và dự báo thời tiết. Sau đây, Nghe Nhanh 6 giờ sẽ bắt đầu với điểm tin trong nước. Thưa quý vị, ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An cho biết, ngày 11 tháng 5 tới, Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ tổ chức họp báo thông tin về phương án tăng cường quản lý hoạt động trên lĩnh vực hướng dẫn tham quan phố cổ. Theo ông Sơn, thời gian qua, thành phố đã họp với người dân, doanh nghiệp lữ hành để lắng nghe ý kiến đóng góp về việc ban hành dự thảo. Tại cuộc họp, người dân phố cổ và các đơn vị lữ hành đều ủng hộ phương án mới của thành phố Hội An. Ông Sơn cho hay, địa phương không kỳ vọng và bắt buộc tất cả người dân đến Hội An phải mua vé vào tham quan, mà chủ yếu hướng đến nhóm khách theo đoàn. Phiên tòa xét xử vụ kiện dân sự giữa bà Đặng Thùy Trang và bà Nguyễn Thúc Thùy Tiên, tức Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2021, đã tạm ngưng vì những ý kiến không đồng thuận giữa các bên. Phiên tòa diễn ra trong hôm qua, mùng 8 tháng 5, và được dư luận đặc biệt quan tâm. Theo nội dung vụ án, bà Đặng Thùy Trang kiện yêu cầu bà Nguyễn Thúc Thùy Tiên trả nợ 1,5 tỷ đồng. Đối với tranh chấp đòi bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, bà Nguyễn Thúc Thùy Tiên yêu cầu bà Đặng Thùy Trang bồi thường hơn 300 triệu đồng. Tòa án Nhân dân quận Gò Vấp tại thành phố Hồ Chí Minh ban hành quyết định nhập hai vụ kiện này với nhau để giải quyết. Tuy nhiên, sau khi hội đồng xét xử công bố, cả đại diện ủy quyền của nguyên đơn và bị đơn không đồng ý bởi quan hệ tranh chấp của hai vụ án hoàn toàn khác nhau. Bên cạnh đó, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân quận Gò Vấp ý kiến việc chánh án Tòa án Nhân dân quận Gò Vấp nhập vụ án nhưng chưa tống đạt các bên. Tiếp nhận ý kiến của các bên, sau khi hội ý, hội đồng xét xử đề nghị cả hai có ý kiến bằng văn bản để hội đồng xét xử xem xét. Ngoài ra, để tiến hành các thủ tục tố tụng đối với việc nhập hai vụ án này, hội đồng xét xử sẽ tạm ngưng phiên tòa và thông báo lịch xét xử sau. Hôm qua mùng 8 tháng 5, gần 20.000 học sinh lớp 9 của tỉnh Bình Dương phải thi lại môn toán vì trước đó một trường học tổ chức thi nhầm ngày. Trong diễn biến mới nhất, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương cho biết, trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Phan Chu Trinh tại thành phố Dĩ An đã quyết định kỷ luật hai phó hiệu trưởng. Ngoài việc xem xét trách nhiệm, xử lý kỷ luật thì những người liên quan, kể cả cán bộ, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Dĩ An nếu có, cùng với trường Phan Chu Trinh phải chịu mọi chi phí phát sinh trong quá trình tổ chức thi lại cho khoảng 20.000 học sinh lớp 9, bao gồm chi phí photo đề thi, tài liệu, giáo viên coi thi. Khi các phòng giáo dục và đào tạo các huyện thị yêu cầu. Thưa quý vị, liên quan đến việc COVID-19 đang có nguy cơ bùng phát trở lại tại Việt Nam, một câu hỏi mà Yến Thi nghĩ là thắc mắc chung của nhiều người, đó là có nên tiêm mũi 5 vaccine COVID-19 hay không và những đối tượng nào cần tiêm? Trả lời câu hỏi này, Phó Giáo sư Trần Đắc Phu, Nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng cho biết, về mũi bổ sung vaccine COVID-19, tức mũi tiêm sau khi đã tiêm đủ 4 mũi, thông thường với vaccine AstraZeneca, Pfizer, Bộ Y tế đã hướng dẫn tiêm các liều cơ bản, tức là mũi 1, mũi 2 và 2 mũi nhắc lại, tức mũi 3, mũi 4. Tại Việt Nam, đối với người đã tiêm đủ 4 mũi này, nếu tiêm mũi tiếp theo thì gọi là tiêm mũi 5, còn thế giới thì không gọi là tiêm mũi 5 mà là tiêm mũi bổ sung. Dù vaccine COVID-19 không giúp giảm lây nhiễm triệt để, nhưng giúp giảm nguy cơ tăng nặng, giảm nhập viện, không gây quá tải hệ thống y tế, giảm tử vong. Vaccine COVID-19 tiêm sau 4 đến 6 tháng thì miễn dịch giảm thấp, không như bệnh sởi, vaccine sởi có miễn dịch kéo dài, hoặc người mắc bệnh sởi có miễn dịch suốt đời. Với vaccine COVID-19,
các đánh giá hiện nay cho thấy cần tiêm mũi nhắc lại do miễn dịch giảm dần sau tiêm. Mũi bổ sung có thể tiêm từ 4 tới 6 tháng, kể từ mũi tiêm cuối trước đó. Mọi người dân đều có thể tiêm thêm mũi bổ sung để củng cố miễn dịch. Tuy nhiên, ở thời điểm dịch này, tập trung ưu tiên cho đối tượng nguy cơ cao như người già, người mắc bệnh nền, người suy giảm miễn dịch, cán bộ y tế. Quý vị vừa đến với điểm tin trong nước. Tiếp theo, mời quý vị cùng đến với Góc nhìn sáng nay. Thưa quý vị, trong những ngày nắng nóng kỷ lục ở thành phố Hồ Chí Minh vừa qua, đối với nhiều người, một thiết bị làm mát có thể đã quá đủ. Nhưng đối với những căn nhà hộp diêm ngay trung tâm thành phố, có lẽ chủ nhân của nó cần nhiều hơn thế. Không biết phải ý của anh Nam là muốn nói đến những căn nhà siêu nhỏ đúng không ạ? Đúng rồi Yến Thi ơi, không những siêu nhỏ với diện tích chưa đến 3m2 mà gia đình của chị Nguyễn Thị Dung trong con hẻm số 360 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3 có đến 6 người ở. Và hai cánh cửa sổ là khoảng trống duy nhất để gió có thể lùa vào. Những ngày nắng nóng đỉnh điểm, các thành viên của gia đình chị Dung có chung một nỗi sợ. Sợ cái nóng như thiêu đốt trong chính tổ ấm của mình. Trao đổi với báo Thanh Niên, chị Dung chia sẻ. Trời ơi, một ngày tắm mấy lần á, mồ hôi đứng, nó tắm ra rồi nó nóng hơn gì nữa. Nóng lắm, chịu không nổi đâu, thấy trong nhà rộng rãi mà còn nóng hơn chi nhà rồi. Nó nóng tối rồi, tối nó ngủ không được á. Thức đến khuya luôn á chứ. Dạ, mấy đứa nhỏ ngủ ở trong nhà, còn tôi thì ra khách sạn ngày sau tôi ngủ. Sao nhiều lắm, đó là nhà nhỏ nóng quá chịu không nổi. Thôi là ngoại cho cái ghế bố. Đây ghế bố đây. Đây nè, ghế bố nè, đó, tối chảy ra ngoài đường nằm. Thưa quý vị, chiếc quạt chạy cả ngày không thổi bay được cái nóng hầm hập như lò lửa. Khi nhiệt độ ngoài trời đạt mức từ 36 đến 37 độ, thì quạt có bật cả ngày lẫn đêm cũng không ăn thua. Ao ước lớn nhất của chị Dung và các con là được sống trong căn nhà mới rộng rãi, mát mẻ hơn. Nhưng vì cuộc sống khó khăn nên suốt hơn chục năm qua, ước mơ chỉ là mơ ước. Rồi, tiền điện tháng này 500 mấy rồi đó. Quạt thôi đó, đó chỉ vậy thôi mà 500 mấy rồi đó, đó tiền điện rồi. Hiện tại giờ ai cũng đang cầu mưa để cho nó mát hết đó, nóng quá chịu không nổi. Không chỉ gia đình chị Nguyễn Thị Dung, nhà bà Nguyễn Thị Ái, 71 tuổi, có 15 thành viên, nhưng tất cả phải chen chúc trong ngôi nhà chỉ có một căn gác, nằm ở phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1. Mỗi khi trời nắng, bà Ái thường dẫn các cháu ra công viên gần đó để tránh nóng. Thậm chí bà cụ 71 tuổi còn phải mang bếp ra trước cửa nấu ăn. Đâu có ngủ trên lầu được đâu, phải dồn xuống dưới đất hết. Tao chưa phải dồn dưới đây vậy đó, dặn 2-3 cây quạt. Rồi tối thì quạt mai nó đỡ đỡ một chút, chứ ban ngày là không có ngủ trên gác được. Trời ơi, nhà bà vậy nha, tối mà ăn trộm vô nó không có đường đi. Tại vì nằm lớp. Trời đất ơi, nhức đầu này, nhức đầu mà tụi nó cạo gió, cạo giết, giờ cái đầu giờ không dám rờ nè, nó ê hết trơn. Nhưng nóng quá nó giậm quả lên nó nhức á. Nè, cũng như nóng quá giờ không có làm bếp trong nhà đó thì nó nóng quá không có nấu được, phải dời cái bếp ra vào đây rồi cũng như cho nó thoáng đi ở trong nhà đó bớt nóng á. Nè bếp là đem ra hết trơn, phần nhiều lại ở xóm này ta đem bếp ra ngoài đường hết trơn nè, xong hết trơn người ta có để bếp trong nhà đâu. Thưa quý vị, hơn 10 ngày qua người dân thành phố Hồ Chí Minh phải chống chọi với đợt nắng nóng đỉnh điểm khi mức nhiệt trung bình dao động là từ 37 đến 38 độ và hàm lượng tia cực tím luôn vượt ngưỡng an toàn. Riêng với hai trường hợp mà Yến Thi và Lê Nam vừa nêu thì sự khắc nghiệt của thời tiết có lẽ còn hơn thế, không còn là 37 đến 38 độ nữa mà còn là sự khổ sở, chật vật mưu sinh dưới cái nắng như thiêu như đốt. Và theo như thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, hôm nay ngày 9 tháng 5, nắng nóng sẽ chấm dứt trên khu vực các tỉnh Nam Bộ. Trưa chiều và tối có mưa rông rải rác, nhiệt độ ngày và đêm đều giảm. Hy vọng là người dân thành phố sẽ không còn bị ảnh hưởng bởi nắng nóng, sẽ an tâm làm việc, học tập. Anh Lê Nam có biết không, chỉ một cơn mưa vào chiều hôm qua thôi nhưng mà cũng đủ làm cho Yến Thi và mọi người vui mừng lắm luôn. Bởi vì đúng nghĩa là cơn mưa vàng luôn đó Lê Nam, chứ nắng nóng như những ngày qua thì ai mà chịu cho nổi. Quá chính xác luôn Yến Thi ơi. Thưa quý vị, thời lượng của Góc nhìn sáng nay đã hết. Bây giờ, mời quý vị cùng đến với thông tin nổi bật trên các trang mạng xã hội trong 24 giờ qua. Thưa quý vị, dịp lễ 1 tháng 5 vừa qua, ở Trung Quốc, một bé gái 13 tuổi và em trai 5 tuổi đã đạp xe đến địa điểm du lịch cách nhà khoảng 3 km ở tỉnh Hà Nam để bán kem. Được biết, mẹ của hai chị em là bà Thuy
phải ngồi xe lăn do mắc bệnh bại liệt từ nhỏ. Hiện tại bà bán đồ ăn vặt trên đường phố. Bà Thu cho biết cả hai đã giúp bà điều hành gian hàng trên phố từ khi còn nhỏ. Trong dịp nghỉ lễ kéo dài, cả hai phụ mẹ bán kem để giúp đỡ tài chính cho gia đình. Vâng, con không chê cha mẹ khó. Cả hai chị em tuy còn rất nhỏ nhưng đã biết cách giúp đỡ mẹ của mình. Cả hai đã bán được hơn 1.000 chiếc kem trong 3 ngày. Cụ thể, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, họ bán được hơn 300 chiếc, 200 chiếc vào ngày thứ hai và hơn 400 chiếc vào ngày thứ ba. Những chiếc kem họ bán rất rẻ, với lợi nhuận chưa đến 1 nhân dân tệ, tức là khoảng 3.400 đồng cho mỗi chiếc. Những lời khen ngợi lập tức tràn ngập mạng xã hội. Bài đăng này đã được xem 8 triệu lần, chỉ riêng trên Douyin. Khi mà nghe qua thông tin này thì Yến Thi thật sự rất là ngưỡng mộ hai bạn nhỏ. Một đứa trẻ là một thiên thần nhỏ mà hai thiên thần này đã mang đến cho chúng ta những năng lượng rất là tích cực trong ngày mới, đúng không ạ? Quả là như vậy. Trẻ nhỏ làm việc nhỏ nhưng quả thật, việc làm của hai chị em này đã mang đến những điều thật lớn lao trong cuộc sống. Đó là phải biết hiếu thảo với cha mẹ của mình, dù cho họ có ra sao. Ngay bản thân Lê Nam cũng rất cảm động với câu chuyện này. Lớp bạn hôm nay sẽ tiếp tục gửi đến quý vị một hình ảnh đẹp của các chiến sĩ cảnh sát giao thông ở tỉnh Quảng Ninh. Theo đó, vào ngày 7 tháng 5, tổ công tác số 7 của đội cảnh sát giao thông số 2 thuộc phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt trong quá trình tuần tra, kiểm soát đã phát hiện trên quốc lộ 18 đoạn qua phường Cẩm Bình thuộc thành phố Cẩm Phả xảy ra tình trạng dầu nhờn đổ trên mặt đường. Để không gây nguy hiểm cho người và phương tiện lưu thông, tổ tuần tra nhanh chóng huy động xe chở cát cùng phối hợp với người dân để xử lý vết dầu loang. Hành động đẹp nhanh chóng của tổ tuần tra được lan tỏa trên mạng xã hội, đã nhận được thả mưa tim cùng nhiều lời cảm ơn đến các chiến sĩ. Trước đó vào tối 20 tháng 4, cũng trên quốc lộ 18, đoạn qua phường Tuần Châu thuộc thành phố Hạ Long, các chiến sĩ trong tổ công tác của đội cảnh sát giao thông số 2 đã thay lốp dự phòng cho xe một người phụ nữ trong đêm tối. Câu chuyện này cũng nhận được nhiều phản hồi tích cực từ cộng đồng mạng. Đến với điểm tin giải trí, Lê Nam và Yến Thi sẽ mang đến cho người hâm mộ của nhóm Space Speaker một thông tin thú vị. Đó là album Space Jam Volume 01 sắp được ra mắt với 10 ca khúc được sáng tác mới hoàn toàn tại trại sáng tác ở Space Jam mùa 3. Album lần này quy tụ gần 30 nghệ sĩ làm nhạc giữa núi rừng Đà Lạt, hoàn thiện chỉ trong 48 giờ. Để đánh dấu sự ra mắt của album có quy mô lớn bậc nhất lịch sử rap Việt, Space Speaker Label vừa tổ chức sự kiện ra mắt vào tối hôm qua tại thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, các nghệ sĩ biểu diễn trọn vẹn 10 ca khúc trong album Space Jam Vol. 01. Thưa quý vị, trại sáng tác Space Jam của Space Speakers được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2021. Space Jam mùa 3 được tổ chức với quy mô lớn, hoàn thiện hơn hẳn. 32 nghệ sĩ đến từ Space Speakers Group, Space Speakers Label và các khách mời trong cộng đồng nhạc rap được chia ngẫu nhiên thành 5 trại sáng tác gồm Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ và một trại đặc biệt mang tên Dập Diều với sự góp mặt của nhà sản xuất âm nhạc Toliver, rapper Binzy và violinist Thiện Minh. Sau 2 ngày, mỗi trại cho ra lò ít nhất 2 sản phẩm. Các nghệ sĩ sản xuất trong thời gian chóng mặt và thậm chí hoàn thiện đến bước mastering. Đến nay, Space Jam là trại sáng tác hiếm hoi, tồn tại và ghi dấu ấn trên thị trường nhạc Việt. Tin rằng mỗi năm, Space Jam trở thành là điểm đến lý tưởng của các nghệ sĩ cũng như khán giả với mục đích đi jam có nhạc mang về. Và có lẽ là sau khi làm xong chương trình này thì Yến Thi sẽ đặt mua album này về để nghe thử luôn đó anh Nam, vì em cũng là một fan của Space Speakers. Nếu mà như vậy thì cho anh nghe cùng nha Yến Thi, bởi vì anh cũng rất thích nghe nhạc rap. Tiếp tục chương trình là những tin tức quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị, hãng Reuters dẫn lời Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ, ông Alejandro Mayorkas cho hay, đến ngày 11 tháng 5, Washington hoàn thiện quy định mới từ chối cho tị nạn đối với người di cư bị bắt gặp vượt biên qua biên giới Mỹ, Mexico một cách bất hợp pháp. Quy định mới nằm trong kế hoạch của Tổng thống Mỹ Joe Biden nhằm giải quyết tình trạng nhập cư bất hợp pháp dự kiến gia tăng, khi Điều luật 42 cho phép nhà chức trách trục xuất người nhập cư không có giấy tờ đến từ một nước có dịch bệnh truyền nhiễm. Điều luật này sẽ hết hiệu lực vào ngày 11 tháng 5 tới. Thưa quý vị, nhiều công chức tại thành phố Thường Thục thuộc tỉnh Giang Tô của Trung Quốc bắt đầu được trả lương hoàn toàn bằng đồng nhân dân tệ số, tức là đồng ECDI. Sau khi một ngân hàng địa phương trả lương cho nhân viên bằng loại tiền số này hồi đầu năm,
Từ tháng 6 năm ngoái, Thường Thục đã bắt đầu trả lương cho người lao động, công chức bằng đồng nhân dân tệ số. Thành phố Ninh Ba, giáp ranh tỉnh Giang Tô cũng bắt đầu trả lương bằng đồng nhân dân tệ cho một số công chức vào tháng 3 vừa qua. Lương bằng tiền điện tử được gửi trực tiếp vào ví điện tử. Các cơ quan nhà nước và ngân hàng chỉ cần đăng ký tên và số điện thoại di động của người lao động để tiến hành các khoản chi trả. Cách tiếp cận này giúp giảm chi phí hành chính so với việc trả lương thông qua tài khoản ngân hàng. Đồng nhân dân tệ số được quản lý bởi Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc. Tuy nhiên, từ năm 2020 đến nay, sau nhiều năm thử nghiệm, đồng nhân dân tệ số vẫn chưa phổ biến rộng rãi. Lượng ECNY được lưu hành vào cuối năm 2022 chỉ đạt 13,6 tỷ nhân dân tệ, chiếm 0,13% tổng lượng tiền nhân dân tệ đang lưu hành. Người dân Trung Quốc cho rằng đồng nhân dân tệ số là bản sao của các nền tảng thanh toán trên điện thoại như WeChat Pay, Alipay và một số ứng dụng khác. Nhiều người cảm thấy không có sự khác biệt giữa ví điện tử và ECNY. Hiện nay, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đang tìm cách mở rộng cơ sở hạ tầng tiền số để dễ dàng thực hiện ở các khu vực có kết nối Internet kém bằng cách chạm điện thoại vào nhau. Các tỉnh Trung Quốc cũng hoàn thiện kế hoạch sử dụng đồng nhân dân tệ số để mua sắm hàng hóa, thu thuế, đóng bảo hiểm xã hội. Đến với nội dung cuối trong Nghe Nhanh 6 giờ hôm nay, mời quý vị lắng nghe điểm tin dự báo thời tiết. Ở khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trời mát, nhiệt độ thấp nhất từ 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 độ, có nơi dưới 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 32 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trời mát, nhiệt độ thấp nhất từ 22 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 độ, có nơi trên 29 độ. Khu vực Nam Trung Bộ có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, ngày nắng. Phía Bắc gió nhẹ, phía Nam gió Tây Nam cấp 2 đến cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 26 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to, ngày có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 độ, có nơi trên 32 độ. Nam Bộ có mây, chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 độ. Nhìn chung là sau đợt nắng nóng kỷ lục, thời tiết bắt đầu giảm nhiệt, không khí trở nên mát mẻ, dễ chịu. Thưa quý vị, đến đây thời lượng Nghe Nhanh 6 giờ của Podcast Thanh Niên đã hết. Lê Nam và Yến Thi cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình trong những phút vừa qua. Quý vị đừng quên khung giờ quen thuộc của chương trình là 6 giờ sáng mỗi ngày trên một podcast tại địa chỉ thanhniên.vn cùng kênh YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Báo Thanh Niên. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và chúc quý vị một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui.